Chào các bạn, thì như đã hứa, hôm nay Thắm sẽ chia sẻ về những lưu ý khi xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ. Việc nắm bắt và hiểu rõ các quy định về xuất khẩu hàng hóa đi Mỹ sẽ giúp cho doanh nghiệp xuất khẩu tại Việt Nam thuận lợi hơn trong giao dịch và buôn bán với nước ngoài, giúp tránh những vấn đề không đáng có để hàng hóa xuất khẩu của chúng ta đi được thuận lợi và nhanh chóng hơn. Vậy thì khi xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ thì các doanh nghiệp cần lưu ý gì? Đó chính là thứ nhất, phải khai AMS kịp thời, đúng quy định. AMS là từ viết tắt của Automatic Marketplace System, được loại phí được áp dụng cho tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ. Chính xác hơn, AMS là tên loại thủ tục mà hải quan Mỹ bắt bạn phải khai báo cho lô hàng muốn nhập khẩu vào Mỹ. Còn phí AMS là một loại phí do các hãng tàu đặt ra và thu booking, party, forwarder. Nếu việc khai AMS không được tiến hành theo đúng quy định thì hàng hóa sẽ không được xếp lên tàu. Và bạn cũng nên hạn chế việc sửa AMS khi hàng đã lên tàu. Việc chỉnh sửa này sẽ xảy ra do số lượng hàng hóa thực tế xuất đi có sự khác biệt so với lúc kê khai AMS ban đầu, hoặc thông tin về người nhận hàng sai sót, và hải quan Mỹ sẽ phạt khoảng $40 cho một lần chỉnh sửa. Thứ hai đó là khai ISF kịp thời. ISF viết tắt của từ Importer Security Filing là khai báo an ninh cho người nhập khẩu khi nhập hàng hóa vào Mỹ. ISF còn được gọi là 10+2, là hồ sơ theo yêu cầu của CBP để ghi lại thông tin chi tiết nhập khẩu khi các chuyến hàng đi từ điểm này đến điểm khác và ở đâu, là từ cảng Việt Nam đến cảng bên Mỹ. Và nếu chậm kê khai ISF hoặc kê khai không đầy đủ thì nhà nhập khẩu có thể chịu mức phạt lên đến 5.000 USD trên một lô hàng. Và ISF phải được truyền ít nhất 24 giờ trước khi chuyển hàng khởi hành đến Hoa Kỳ. Về nguyên tắc thì người nhập khẩu, tức là khách hàng bên Mỹ, họ sẽ phải kê khai ISF. Nhưng doanh nghiệp Việt Nam cần đảm bảo với nhà nhập khẩu Mỹ là đã hoàn thành việc kê khai ISF này hay chưa. Và thứ ba đó là hàng hóa bị giữ lại để soi container, hay còn gọi là X-ray. Công việc này được tiến hành khi mà hàng hóa đã vào Mỹ hoặc là đến cảng chuyển tải trên shipboard. Chi phí cho một container khi soi là 200-300 USD trên một công. Hai bên xuất khẩu nhập khẩu phải thỏa thuận với nhau rõ ràng về chi phí này. Thì trên đây là những lưu ý quan trọng khi xuất khẩu hàng hóa đi Mỹ, các doanh nghiệp cần phải lưu ý. Nó rất cần thiết cho doanh nghiệp không hiểu biết về quy tắc hàng hóa xuất khẩu đi Mỹ có thể phải lãng phí rất nhiều tiền hoặc là bị mất một chi phí đáng kể khi mà bị phạt. Do đó, các doanh nghiệp khi mà xuất khẩu phải tìm được đối tác vận chuyển quốc tế đáng tin cậy, vô cùng quan trọng. Đến với dịch vụ của Logistics bên công ty Thắm, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tuyệt đối về hàng hóa xuất nhập khẩu. Đồng thời, hàng hóa sẽ luôn được đảm bảo an toàn và vận chuyển đi Mỹ chuẩn chỉnh nhất. Nói sơ về quy trình gửi hàng đường biển đi Mỹ như sau. Bước 1, chủ hàng liên hệ với bên Thắm và thông báo thời gian hàng hóa sẵn sàng. Chúng tôi sẽ kéo container về nhà máy, kho của khách hàng để đóng hàng và đưa container ra bãi. Bước 2, vận đơn, bill of lading sẽ được cấp phát dựa trên thông tin khách hàng, cung cấp qua shipping injection. Bước 3, đó là nhân viên hiện trường của chúng tôi sẽ thực hiện các công việc tại cảng như nộp, VGM, soi chiếu, cân và làm thủ tục hải quan xuất khẩu cho hàng hóa. Sau đó, container được xếp lên bon tàu và sẵn sàng vận chuyển. Bước 4, chúng tôi sẽ thay mặt chủ hàng tiến hành khai AMS và ISF. Đây là quy trình bắt buộc đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ. Bước 5, sau khi hàng hóa được chuyển đến cảng đích, sẽ tiếp tục xử lý hàng hóa tại cảng và làm các thủ tục hải quan, cơ sở hạ tầng. Trong trường hợp người mua, consignee tự lấy và làm hải quan, chúng tôi sẽ cấp lệnh giao hàng cho khách hàng. Dịch vụ Logistics bên công ty Thắm luôn đảm bảo an toàn và uy tín nhất thị trường. Các anh chị có nhu cầu thì hãy liên hệ với Thắm nhé để được tư vấn nhanh nhất. Chúc các anh chị thành công!